tập thể dục buổi sáng. À giờ tới bên đây vui không? À. Ủa sao giải tán rồi? Không phải. Bên đây đang tập thể dục nữa coi. Ủa máy này là công trình mà, có một chú ra phải công trình cho tập thể dục luôn hả ghê ta? Tập thể dục là có lo luôn ghê thiệt. Hồi đó công ty con làm công ty kia cũng có tập thể dục á, nhưng mà anh tập nguyên công ty vậy á, ra đứng sau, trước sân á. Do exercise before work. Dễ tán. Ôi. Ủa nãy qua đây đâu có làm đâu, có vậy đâu phải không? Có massage lưng nữa kìa. Đấm lưng. Sáng vui dữ ta. Xe người ta đi làm không mà hả, quá chừng luôn. Ý là người ta có làm chưa ha, đang xây dựng thôi ta. Chắc có xây dựng, ok chắc có sản xuất trống rồi đó ha. The neighbor, company neighbor. Hả? No. Tí chị lên đây nha. Ủa không lẽ con bé đó ngày hôm qua đi phỏng vấn ta? Đúng rồi hả? Sao nhìn mặt không được thân thiện vậy trời? Sáng nhìn trời nhìn đã gì chứ, trong xanh mát mẻ. Công nhận công ty này em bự thiệt chứ. Công ty Japan Company over there, the neighbor. Nhung anh nữa có xe tải qua cho Vinh về thùng nước coi, hết nước rồi.